Vietnam Airlines vừa cho biết đã thử nghiệm thành công ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử AITA Travel Pass trên chuyến bay số hiệu VN55 từ Hà Nội đi London, Anh trong sáng nay 2 tháng 9. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe mạnh đúng cách gửi đến ngay sau đây. Đây là chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam đi châu Âu thử nghiệm thành công ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử với 18 hành khách tham gia thử nghiệm. Các chuyến bay thử nghiệm đạt kết quả tốt, tiếp tục mở ra những kỳ vọng tích cực về khôi phục đường bay quốc tế. Ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử tích hợp các giải pháp số hàng đầu như du lịch không tiếp xúc, dữ liệu sinh trắc học và chứng nhận sức khỏe điện tử với kết quả xét nghiệm COVID-19, tiêm chủng COVID-19. Đây là ứng dụng an toàn, đảm bảo thông tin nhất quán giữa chính phủ, cơ sở xét nghiệm, hãng hàng không và hành khách, qua đó giúp việc di chuyển giữa các quốc gia an toàn và dễ dàng hơn trong bối cảnh đại dịch. Thực tế thử nghiệm cho thấy, quy trình triển khai ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử rất nhanh chóng và đơn giản. Hành khách thực hiện qua các bước gồm tạo hồ sơ cá nhân trên ứng dụng, điền thông tin chuyến bay để cập nhật yêu cầu dịch tễ tại điểm đến, xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện thuộc hệ thống bệnh viện đạt tiêu chuẩn xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép và thuộc danh sách phòng thí nghiệm đăng ký với AITA. Sau đó, hành khách nhận kết quả điện tử trên ứng dụng, thể hiện tình trạng bay OK to travel và chia sẻ với hãng hàng không trước khi bắt đầu hành trình. Trước đó, Vietnam Airlines đã thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử trên chuyến bay VN310 từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản ngày 12 tháng 8 năm 2021. Chuyến bay được ghi nhận là chuyến bay đầu tiên từ Việt Nam thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử. Trong thời gian tới, Vietnam Airlines dự kiến thực hiện tiếp các chuyến bay thử nghiệm từ Hà Nội đi Seoul, Hàn Quốc ngày 12 tháng 9 và từ Hà Nội đi London ngày 21 tháng 9. Bên cạnh các chuyến bay từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản, các ngày thứ năm hàng tuần. Việc các chuyến bay thử nghiệm liên tiếp đạt kết quả tích cực được nhìn nhận là cơ sở quan trọng để chính phủ xem xét chính thức công nhận cơ chế hộ chiếu sức khỏe điện tử, tạo đà mở cửa bầu trời và đẩy nhanh lộ trình nối lại đường bay quốc tế. Các bạn nghĩ sao về nội dung trên? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Khỏe mạnh đúng cách được biết với nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe mạnh đúng cách nhé. Xin chào.